Các bạn hiểu nhận đi, chúc mừng năm mới nào. Chúc mừng gia đình. Ôi trời ơi. Để nào. Để nào làm một. Nhanh rất là tài. Quanh. Nhanh không phải hai. Chuẩn bị vô năm mới. Thêm túi mới. Khách đợi gì lo, ở trên này cũng nhiều nghe. Rồng ngồi rồng kéo kéo nè. Ừ. Cái kia kéo kéo đó hả? Ừ. Ừ. Rồi mình mở ra mở ra. Đồng hồ 150.000, 150.000 đô. Cũng xịn nữa. Nó 150.000 đô sẵn ngang. Mà mấy tỷ à? 3 tỷ mấy. Nhiều quá chẳng biết bao nhiêu tiền. Gần 3 tỷ rưỡi nha. 3 tỷ mấy. Mình đâu mình ở bên đó không biết làm ăn được không? Hey. Không biết. Mấy nâu trở về cũng được thì phải. Nhưng mà tiền nhiều. Nhưng mà tiền nhiều quá rồi. Thằng dưới đó mới về kìa. Mới về bình thường. Nhưng mà giá vé máy bay là... Vì phải cách ly nữa. Cách ly tập toàn. Mới đi hết cách ly rồi đây. Qua tháng 1, qua, bắt đầu qua tháng 1 là hết cách ly rồi đó. Trước tính về cách ly xong rồi bằng ra cái về. Đến đi về hết rồi.
mới sinh là đi về. Ồ, bà My phải nấu chắc mũi thứ ba rồi má ơi. Thì ý là hai mũi là được về rồi đó, hai mũi là không cần nữa rồi đó, còn mũi thứ ba thì hết cần luôn. Hết cái đây rồi, cái đây tập trung rồi. Thôi, không cần phải yêu thích mà. Thì em hiểu mà. Không đi về mà đi small mua áo mua quần bên này mua mua đồ 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 mặc đồ đồ mặc bình thường thôi. Mỗi khi mua gì không biết khi mua gì nữa, không biết mua gì. Đồ rang đồ tao ấy là tổ em đang chọc em mà ông bạn em mua quá chị nè, mua chị đang chọc em mà chị vợ ông bạn như nó toàn ở nước ngoài vậy không phải nắm biết phải biết mà hỏi chứ bạn toàn đi ông đi bạn đi bạn đây là bạn giấu đầu lồi đuôi bạn nói thiệt á. Hành tinh, chọc hành quả, hành đấu, chọc nội đâu. Gì mà sợ cái đó bây? Biết lăng không? Là con nói là không bao giờ giấu được gì đâu. Rồi u lê tết đi rồi là không? Ta cặp ta mới cặp mới đi mà vậy. Cũng gì, cũng gì, cũng gì. Nói thiệt Tết này chắc người ta cũng ít đi. Dịch mà không sợ. Quán thành cái gì nè. Khách sạn kia bất ngờ lại chứ không? Thường nằm đó lại có thấy một cái tay mồ chứ. Tay mồ ra. Quay cái kia đi nghe. Ê, họ xuống luôn. Ủa, rước kêu Huệ quay đi chứ tự nhiên Huệ ở đây làm chi trời trời trời, rảnh ghê trời. Ờ, cái Huệ quay đi. Quay quay nhà. Không có máy quay chị đem đây đâu mà ai đem xuống dưới kìa chỗ cái đó kìa. Ok ở đây. Cái menu kìa, chỗ cái menu á đem xuống dưới rồi cho con họ không làm á. Chứ nghĩ rằng về quá lắm chứ phải quá quay mà tụi hắn quay luôn đi rồi. Mm-hmm.